trong 3 bài học tới đây, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu so sánh trong tiếng Anh nhé. Và bài học đầu tiên này thì mình sẽ tìm hiểu tổng quan xem câu so sánh là gì, cũng như là loại so sánh đầu tiên là so sánh ngang bằng nha. Cùng nhau bắt đầu bài học thôi. Bạn bị mất gốc tiếng Anh hoặc tiếng Anh đang rất kém và bạn mong muốn cải thiện điểm số tiếng Anh của mình trên trường, hoặc đơn giản bạn đang tìm kiếm một khóa học hiệu quả, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, vậy thì khóa học tiếng Anh trung học phổ thông trực tuyến của Elite là dành cho bạn đấy. Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức nền tảng của 12 năm học, kèm với rất nhiều bài tập luyện tập và phần giải đề của các thầy cô Elite. Để sở hữu khóa học này, các bạn chỉ cần ấn vào link ở góc trái màn hình hoặc để lại bình luận ở phần mô tả phía bên dưới để nhận khóa học ngay hôm nay kèm với rất nhiều phần quà đặc biệt từ Elite nhé. Phần đầu tiên chúng mình sẽ tìm hiểu tổng quan về câu so sánh nha. Vậy câu hỏi đặt ra là khi nào thì chúng ta cần sử dụng câu so sánh? Rồi câu trả lời đây, khi chúng ta muốn so sánh đối chiếu hai đối tượng trở lên, ví dụ như là hai người, hai vật, hai việc chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng câu so sánh bằng hoặc so sánh hơn. So sánh bằng như là ngôi nhà này to bằng ngôi nhà kia, hoặc so sánh hơn như là anh chàng này cao hơn anh chàng kia chẳng hạn. Còn khi mà chúng ta muốn thể hiện sự tương đồng hay khác biệt của ba đối tượng trở lên thì chúng ta sẽ sử dụng câu so sánh nhất, như nhà này to nhất phố hoặc cô kia xinh nhất xóm chẳng hạn. Đó, điểm này rất quan trọng trong việc nhận dạng ra cấu trúc so sánh nào chúng ta sử dụng trong bài tập ở trong bài thi đó. Còn bây giờ thì đương nhiên rồi, để so sánh đặc tính giống hay khác của đối tượng được nhắc đến, chúng ta sẽ sử dụng tính từ và trạng từ. Có một lưu ý nho nhỏ trong các câu cô sử dụng để so sánh này. Hãy nhìn vào ví dụ sau đây của cô. Câu này có nghĩa là Simon đã hoàn thành bài kiểm tra nhanh hơn tôi. Các bạn biết không, có rất nhiều bạn đã hỏi cô rằng là cô ơi, em có thể thay me bằng I được không? Câu trả lời là có, thay được. Tuy nhiên, để thay thì sau I các bạn sẽ phải thêm một trợ động từ hoặc một động từ to be hoặc một động từ khiếm khuyết nha. Dùng loại nào thì còn phụ thuộc vào ý nghĩa các bạn muốn diễn đạt cũng như là động từ chính xuất hiện ở trong câu đó. Rồi, ví dụ như vẫn là câu trên, vẫn là Simon, và khi cô thay thì cô sẽ phải viết ra thành như thế này. Được chưa? Ở đây thì động từ chính đang ở dạng quá khứ đơn, đang ở thì quá khứ đơn. Vậy nên trợ động từ cô phải sử dụng đó là did, đúng không? Rồi, vậy nên cô viết câu đó sẽ trở thành là chấm chấm I did, như các bạn quan sát này. Hoặc nếu các bạn muốn diễn đạt ý là Simon đã làm bài kiểm tra, đã hoàn thành bài kiểm tra nhanh hơn tôi có thể, thì các bạn cũng có thể sử dụng là I could, như thế này chẳng hạn. Lưu ý thứ hai đối với câu so sánh đó chính là nếu trong câu sử dụng động từ to be hay các động từ nối như là seem hoặc become vân vân thì chúng ta sẽ sử dụng một tính từ để so sánh nha. Rồi, hãy theo dõi ví dụ sau đây của cô. Câu này có nghĩa là cô ấy có vẻ cẩn thận hơn chị gái của cô ấy. Ở đây cô đã sử dụng động từ nối là có vẻ, đúng không? Thế nên cô phải sử dụng tính từ cẩn thận trong câu này. Đó, hay một ví dụ khác nữa này. Cô ấy đã trở nên nổi tiếng như chị gái của cô ấy. Rồi, trong câu này cô cũng sử dụng một động từ nối đó là become. Thế nên cô vẫn tiếp tục sử dụng tính từ để so sánh đấy. Và nếu câu vừa rồi cô thay became bằng động từ to be là is chẳng hạn, các bạn để ý đấy, cô vẫn sẽ giữ nguyên tính từ để so sánh ở đây, đúng không? Bởi vì trong câu này sử dụng động từ to be là is mà. Rất thú vị đúng không? Nhưng nếu trong câu nhá, mà sử dụng một động từ thường, tức là một động từ thường chứ không phải là to be, không phải động từ nối nữa, thì các bạn cần phải sử dụng một trạng từ để so sánh nha. Quan sát câu sau đây của cô. Câu này có nghĩa là Simon đã hoàn thành bài kiểm tra nhanh hơn Amy. Đó. Rồi, một ví dụ nữa này. Anh trai của tôi chạy nhanh hơn tôi. Trong hai câu này, cô đã sử dụng hai động từ đó là hoàn thành và chạy, đúng không? Vì đây là hai động từ thường, thế nên cô đã sử dụng trạng từ đấy. Trạng từ đây cô sử dụng là gì nhỉ? Nhanh này, đúng không? Trạng từ nhanh, quickly. Và trạng từ thứ hai cô sử dụng đó chính là fast. Đó, thì hai câu này đã minh họa cho cái điều là nếu mà câu có chứa động từ thường, các bạn phải sử dụng trạng từ để so sánh nha. Vừa rồi chúng mình cùng đi qua phần tổng quan về câu so sánh một cách vô cùng ngắn gọn rồi. Bây giờ sẽ đến với phần 2 của bài học nhé. Đó chính là về câu so sánh ngang bằng. Rồi, giả sử như cô muốn so sánh nhà của cô với nhà của
của các bạn đi, nhà của cô có diện tích ngang bằng với nhà của bạn, của một bạn ở trong số các bạn nhé, thì cô sẽ nói rằng nhà của cô rộng như nhà của bạn. Vậy đó, đó, và trong tiếng Anh thì rộng như là thì nó sẽ là as large as, và cả câu đó thì sẽ được viết như sau. Trông rất là ngắn gọn đúng không? Đó, thì vì từ câu này chúng ta có thể rút ra được công thức với câu so sánh ngang bằng, đó chính là as cộng tính từ hoặc trạng từ cộng as. Và khi nào sử dụng tính từ, khi nào sử dụng trạng từ thì ở ngay phần đầu của bài học này chúng mình vừa mới nói qua rồi đấy. Cụ thể hơn thì cô sẽ lấy hai ví dụ để các bạn có thể nhớ hơn nhé. Ví dụ đầu tiên này, cô sẽ nói là cô ấy lái xe cẩn thận như em gái của cô ấy vậy. Trong trường hợp này thì cô đã sử dụng một trạng từ đúng không? Bởi vì câu này thì có động từ là drive, các bạn lưu ý nhé. Câu thứ hai nha. Bánh này có vị ngon như bánh kia. Rồi, trong câu này thì cô lại sử dụng một tính từ để so sánh, đó là good, chứ không phải là trạng từ well, bởi vì câu này thì xuất hiện động từ to be là is. Đó. Thế còn dạng phủ định của câu so sánh ngang bằng thì sao nhỉ? Cực kỳ đơn giản luôn. Trường hợp đầu tiên, nếu câu xuất hiện động từ to be thì các bạn chỉ việc thêm not sau động từ be là các bạn đã hình thành được dạng phủ định của câu so sánh rồi đấy. Còn nếu câu sử dụng một động từ thường thì các bạn sẽ cần phải thêm một trợ động từ vào cho câu này. Và cái việc thêm trợ động từ này thì còn phụ thuộc vào thì thời của câu này cũng như là chủ ngữ của câu này là gì. Thế nên trợ động từ có thể là don't hoặc doesn't hoặc didn't vân vân. Phần này thì các bạn đã học rất kỹ ở trong bài về thì rồi đúng không? Bạn nào không nhớ thì xem lại bài về thì nha. Thôi bây giờ cô sẽ lấy ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn nhé. Các bạn quan sát ví dụ của cô này. Cô vẫn sẽ sử dụng ví dụ đầu tiên, ví dụ cũ để các bạn dễ hình dung nhá. Ví dụ như là nhà của cô, ở phần trên thì cô nói rằng nhà của cô thì rộng như nhà của bạn đúng không? Bây giờ nhà của cô không rộng như nhà của bạn nữa, cô sẽ nói như thế nào nhỉ? Đó, đây, câu này. Các bạn thấy dễ dàng không? Mình chỉ việc thêm not và sau động từ to be là chúng mình có câu ở dạng phủ định rồi, đúng chưa? Đó. Và nếu các bạn để ý ở đây ấy, cô có thể sử dụng một từ thay thế cho as trong dạng phủ định, đó chính là so. Thế nên câu cũng có thể được viết như thế này luôn, vẫn đúng luôn nhá. Nhưng so sẽ chỉ được sử dụng với dạng phủ định và với câu so sánh ngang bằng thôi nha, không bao giờ được sử dụng cho các trường hợp khác nữa nhé. Một ví dụ khác nữa nhé. Ở trên cô đã nói rằng là cô ấy lái xe cẩn thận như em gái của cô ấy đúng không? Bây giờ cô muốn chuyển câu này sang dạng phủ định là cô ấy không lái xe cẩn thận như em gái của cô ấy, thì câu sẽ được viết như sau. Rồi, câu này chúng ta vẫn thấy là cô sử dụng so hoặc as đều được nhé. Và vì đây là câu có sử dụng động từ, chúng mình có drive đúng không? Thế nên chúng ta phải sử dụng một trợ động từ phù hợp với chủ ngữ là she và câu ở thì hiện tại đơn. Thế nên nó phải là doesn't đấy. Thế còn câu nghi vấn thì sao nhỉ? Cực kỳ đơn giản luôn. Chúng mình cũng chỉ việc đảo động từ to be hoặc là trợ động từ lên đầu câu thôi là có dạng nghi vấn của câu so sánh rồi. Nào, thử thách cho các bạn đây. Hãy thử chuyển hai câu vừa rồi sang dạng nghi vấn cho cô. 3 giây nhé. Thôi 5 giây đi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ rồi, các bạn có đáp án chưa? Câu đầu tiên là gì nhỉ? Is my house as large as your house? Đó, nhà của tôi thì có rộng như nhà của bạn không? Đúng không? Câu thứ hai là gì nhỉ? Chính xác rồi. Cô ấy có lái xe cẩn thận như em gái của cô ấy không? Chắc các bạn đã làm rất chính xác đúng không? Xin chúc mừng các bạn. Rồi, vậy là cô trò mình đã đi qua phần kiến thức cơ bản nhất của câu so sánh ngang bằng đấy. Bây giờ mình sẽ làm một bài tập để luyện tập nha. Đây là dạng bài sẽ bổ trợ cho các bạn rất nhiều khi các bạn làm dạng bài viết lại câu trong đề thi thật. Thế nên tập trung để làm nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn nhìn lên màn hình để kiểm tra đáp án nha. Bài học đầu tiên về chủ điểm câu so sánh đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Bye bye! Bạn bị mất gốc tiếng Anh hoặc tiếng Anh đang rất kém và bạn mong muốn cải thiện điểm số tiếng Anh của mình trên trường, hoặc đơn giản bạn đang tìm kiếm một khóa học hiệu quả, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, vậy thì khóa học tiếng Anh trung học phổ thông trực tuyến của Elite là dành cho bạn đấy. Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức nền tảng của 12 năm học,
kèm với rất nhiều bài tập luyện tập và phần giải đề của các thầy cô Elite. Để sở hữu khóa học này, các bạn chỉ cần ấn vào link ở góc trái màn hình hoặc để lại bình luận ở phần mô tả phía bên dưới để nhận khóa học ngay hôm nay kèm với rất nhiều phần quà đặc biệt từ Elite nhé.